Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ và buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Khi ấy, người ta kêu một người què từ khi lọt lòng này. Ngày ngày họ đặt ăn ra bên cửa đền thờ gọi là cửa đẹp để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, ông liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh và ông Phêrô nói: anh nhìn chúng tôi đây, anh ta chăm chăm nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh cũng dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phát dậy đi lại được. Rồi cùng với hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Còn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa, và khi nhận ra anh chính là người võ ngồi tư tư tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Đó là lời Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người,
tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thực tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là trộm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ lại ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn nữ đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa như thế nào khi người bẻ cánh. Đó là lời Chúa Kitô. Các ông được khai sáng, được
gợi mở điều này được cái điều nọ được thu hút tâm hồn, và điều mà cái trải nghiệm mà các ông đã nói cho chúng ta vào cuối cái bài chúc mừng đó, thì đó là đã có những lúc khi nghe giải thích kinh thánh là các ông đã sốt nóng lên, đã bừng cháy lên và đã cảm nhận được cái sự nâng đỡ, sự an ủi đặc biệt nào đó, và các ông bắt đầu nhận ra, là những điều mà trước đây mình cũng đã từng được không có hiểu biết, không có nhận biết một cách tỏ tình một cách rõ ràng, nhưng mà mình được lôi kéo, được đưa dẫn, được tin, được gặp, và bây giờ những điều đó cũng là thực hiện, và cuối cùng thì họ đã Ngài xin người ở lại, trời sẽ chiều rồi, xin Ngài ở lại. Thì tuy nhiên chúng ta đọc bài chúc mừng và chúng thấy Ngài biến mất, nhưng mà cho dù Ngài biến mất thì ngày nay chúng ta biết là Ngài vẫn ở lại với chúng ta, bởi vì chúng ta cần biết Ngài. Và trong cái hành trình cuộc đời của chúng ta nên đọc đi đọc lại bài chúc mừng này để cho bài chúc mừng này thấm thía, để chúng ta luôn cảm nhận được rằng trên hành trình cuộc đời của chúng ta, cho dù có khó khăn có như thế nào, cho dù có niềm vui có buồn có như thế nào, chúng ta luôn có chủ định. Chỉ cần chúng ta biết lắm, chúng ta biết mở mắt biết tin, để thì thế nào chúng ta cũng được nâng đỡ và hỗ trợ, và thế nào chúng ta cũng được Ngài đưa dẫn chúng ta đi tiếp trên con đường cần phải đi. Và điều quan trọng đó là chúng ta noi theo hai môn đệ trên lãnh hai môn này để thường xuyên nói với Chúa cái lời thần nguyện văn hạng để Chúa xin ở lại với Chúa con, vì Chúa con là luôn cần Chúa.